Rồi, xin chào bạn ha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho bạn là ba cái mẹo mà sử dụng điện thoại Xiaomi mà người dùng quan tâm ha. Đầu tiên đó là các bạn mua Xiaomi nó có một cái lợi thế là nó có một cái đèn hồng ngoại ở đây để mà có thể các bạn dùng nó làm cái remote như là điều khiển tivi, máy lạnh, quạt hay là những thiết bị mà có hỗ trợ điều khiển từ xa bằng sóng IR và hồng ngoại đó các bạn. Đây nè, nó sẽ có cái ứng dụng Mi nè. Đó. Thì vô đây các bạn có thể thêm cái sản phẩm của mình vô. Ở đây mình có tivi Samsung nè. Thì từ đây mình có thể tắt mở hoặc là điều chỉnh kênh hoặc là thoát hay gì đó, một số tính năng cơ bản ha, như là phím home này đó. Thì đây là cái phần tivi, ngoài ra các bạn có thể sử dụng thêm bằng cách là bỏ vào đây, các bạn chọn các thiết bị như là quạt, smart box, bộ giải mã điều hòa hay là gì đó là nhiều ha. Rồi cái tính năng thứ hai đó là mọi người khá quan tâm đó, tính năng cửa sổ nổi ở trên điện thoại Xiaomi ha. Thông thường thì cửa sổ nó có hỗ trợ không là các bạn giữ cái phím này, sau đó giữ lâu rồi cái phím này nè đó, thì cái biểu tượng này nè, ô vuông hình chữ nhật có cái ô vuông lòng vô đây nè, thì đây chính là cửa sổ nổi ha. Còn hai đó, mình thử chọn ứng dụng khác. Đây các bạn thấy nè, game này cũng sẽ hỗ trợ cửa sổ nổi này đó, thấy không? Và từ cái cửa sổ nổi này thì các bạn có thể vừa chơi game, có thể vừa chơi game vừa đọc báo đó, thấy không? Rồi muốn thoát cái cửa sổ nổi này ra thì các bạn cần bút lên thu đó, nó tắt đi, mình sử dụng tiếp này. Rồi cái tính năng thứ ba đó, đó là tính năng chia đôi màn hình. Chia đôi màn hình thì nó cũng giống như cửa sổ nổi á, nhưng cửa sổ nổi thì các bạn linh hoạt hơn, còn chia đôi màn hình thì các bạn thì chỉ cố định này. Chia đôi màn hình thì các bạn giữ lâu nè đó, các bạn chọn chia đôi màn hình, rồi sau đó chọn tiếp một ứng dụng khác như là Facebook, các bạn thấy không? Thì mình có thể vừa đọc báo vừa lướt Facebook, ngoài ra mình cũng có thể vừa xem YouTube vừa lướt Facebook hoặc là vừa xem YouTube vừa đọc báo ha. Đó là ba cái tính năng mà người dùng Xiaomi khá quan tâm ha. Cảm ơn các bạn.